Đêm qua Po FC đã có chiến tích rất khó tin trước Sosu. Cần biết trước trận đấu Po FC đứng hạng 15/20 ở League 2 trong khi Sosu đứng hạng 3. Ở cả 3 lần đụng độ gần nhất, Sosu cũng toàn thắng. Nhưng lần này trên sân nhà, Sosu lại thất bại 2-3. Tới phút 32 của trận đấu, Sosu đã bất ngờ để Po FC dẫn trước tới 2-0. Sau đó dù Sosu gỡ hòa 2-2 thì tại phút 90+6, họ lại bị Bergraui chọc thủng lưới từ chấm 11m. Po FC chiến thắng và post ảnh ăn mừng đầy phấn khích trong phòng thay đồ sau trận. Nhưng có lẽ, người hâm mộ Việt Nam và Quang Hải chẳng thể mừng nổi. Trước trận đấu, Po FC đã sử dụng hình ảnh Quang Hải để quảng bá cho trận đấu. Đồng thời, họ cũng công bố đã điền tên Quang Hải vào danh sách dù chỉ là ngồi dự bị. Điều này khiến không ít người Việt Nam và có lẽ cả Quang Hải khấp khởi chờ đợi. Biết đâu trong tuần sinh nhật của Quang Hải 12/4, ngôi sao Việt Nam sẽ được Po FC cho thi đấu ít phút. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra theo hướng thật sự khó lường. Trong danh sách thi đấu của Po FC trước Sosu chẳng có cái tên Quang Hải nào cả. Không rõ điều gì đã xảy ra, Quang Hải bất ngờ không đủ đáp ứng thi đấu vì lý do sức khỏe hay vẫn khỏe mạnh bình thường mà lại bị Po FC loại trừ dù đã lên danh sách từ trước đó. Lý do cụ thể sẽ phải chờ thêm thời gian để tìm hiểu. Nhưng rõ ràng, những người hâm mộ Việt Nam nào chờ đợi Quang Hải thi đấu đêm qua hẳn đã hết sức thất vọng. Và cảm giác thất vọng ấy tin rằng cũng đang tràn ngập trong tâm trạng ngôi sao tuyển Việt Nam. Một điều đáng lưu ý là ngay trước trận này, người đại diện của Quang Hải, ông Michel Fexanh, đã mạnh mẽ lên tiếng tố Po FC thiếu tôn trọng. Cụ thể, ông Michel Fexanh nói, câu lạc bộ Po lẽ ra phải trả lời những câu hỏi của tôi vào đêm qua 14/4, nhưng họ lại im lặng. Nếu họ không tôn trọng thì tôi buộc phải chấm dứt cuộc thảo luận. Phải chăng mối quan hệ giữa Po FC với Quang Hải đang trở nên tệ đi và sắp tới hồi kết dù hợp đồng còn hạn tới hè 2024?